Hello anh em nhá, hello Tô Minh Phương, hello anh em thả tim like cho mình cả luôn anh em ơi. Mỗi tối em đánh tài 6M rồi à, ái già. 1, 2, 3, ô. Thế thì quả này tài đã được đấy anh em, quả này khéo lại lặp lại quả 2, 3. Thế thì mình dã luôn anh em, oánh 6M, mình đánh 5M8 được chưa? Mà oánh theo anh em luôn, ok chưa, theo anh em luôn, ok chưa? Theo anh em ok chưa? Tay gãy à? Ok anh em ơi. Đấy anh em ơi. Lãi 12 triệu ai già kinh quá nhở. Anh em làm gì mà nhanh thế nhở? Quá nhanh quá nguy hiểm anh em. Làm cái tài nữa nào anh em đánh tài đúng không? Quả này tài luôn tiếp chứ gì nữa. 1 2 3 4 này, cầu này quả là lặp lại anh em này, lặp lại 24 đúng không? Có cốt gì không anh em, làm lại từ đầu phát. Ui anh em ơi, làm lại từ đầu thì anh em phải nạp chứ, anh em bảo làm lại từ đầu từ cái cốt thì là được bao nhiêu? Follow people anh em ơi. Xỉu thôi anh em ơi à, chết tử thật. Quả này tài ăn rồi, bây giờ mới xỉu anh em ơi, bây giờ mới xỉu nhá. Bây giờ mới là xỉu này. 1 2 3 4 xỉu đi anh em ơi. Xỉu luôn. Hello anh em mới vào cho mình xin một tim của like luôn anh em ơi. Bẻ không thành à, ôi giời ơi, đã bẻ sớm thế nhở. Ai bảo anh em lại bẻ sớm thế nhở? Từ từ ăn bẻ. Quả này bẻ mới được này. Ai ái già, hỏng rồi. Đừng xa em đêm nay anh em ơi. 1 2 3 này, đừng xa em đêm nay luôn. Ngày nặng quả, hai chấm nó rất ngây này. Hai chấm nó ngất ngây được chưa anh em? Bẻ khi nào mới chịu ra? Nó phải ra ngay anh em chứ. Elu choa anh em ơi, elu choa. 1 2 3 4 5 elu choa luôn. Elu choa luôn anh em ơi. Elu choa anh em ơi. Uầy, ngon luôn anh em ơi, ngon luôn, về bờ là anh em ơi, về bờ luôn, thêm 10 mờ nữa đấy anh á, thêm thì máu quá anh em ơi, 2 3 1 2, rô là anh em ơi, lại đứt nước rồi, ai cay, uầy, vãi lên là mất nước thì anh em tắm rửa kiểu gì anh em. Wow. Xin anh đừng nói nữa anh em ơi. 1 2 3, xin anh đừng nói nữa anh em ơi. Oh. Parap 1 2 3, làm cái tài lưỡi anh em nhá. Chơi cái tài lưỡi luôn, 1-1 rồi à. Mình sợ đứng anh em ạ, mình sợ đứng luôn anh em ơi. Sợ đứng anh em ạ. Parap. Parap 1B2 à, 1B2 mà lổ cái là đấy anh em, mà 1-1 là chết dở luôn anh em chưa. 1-1 là gãy luôn anh em ạ. 1 2 3, 1-1 là gãy luôn anh em ơi. Miễn là đẹp thật đẹp mà lại chẹp thật chẹp anh em ơi. Chẹp thật chẹp luôn, 336 luôn, húp luôn anh em ơi. Cay thế nhở, là sao lại cay?
bú thế này mà anh em nó bỏ cay thế nào, bờ u bu sắc bú đấy anh em chưa, nhảy thật nhảy và lại mẩy thật mẩy đó anh em ơi. 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, nhảy thật mẩy thôi anh em. I like a man bét bét là bét luôn, bú luôn anh em ơi. Xa, lại gần bờ đi xa rồi à. Xa, quả này chuẩn bị gấp đôi rồi anh em này, xa gì chuẩn bị gấp đôi luôn rồi anh em này. Anh em mà muộn tí nữa thôi gấp 3 bây giờ đấy, tập luôn, đang ăn chuỗi thôi anh em ạ. Mắc bêu luôn đấy nhở, ói cứ ăn khoảng 3-4 tay là gãy một tay là được rồi, là có lãi rồi anh em chưa, tầm mới là lãi lọt rồi anh em. Yêu từ đâu mà ra, yêu từ đâu mà ra thôi anh em ơi. Uầy, cầu cân luôn nhở, cân luôn thì xỉu luôn còn gì nữa anh em. Quả này không đánh xỉu thì đánh cái gì được nữa anh em nhở. Nay ông nào yếu xỉu khỏe chứ giờ yêu xỉu à. Anh Giai chào em Cải, hello Việt Hào, hello anh em nhá. Hello anh em ơi, hello anh em ơi. Hế nhô. Uầy, quả này không biết là lặp lại cầu 522 hay là cầu ấy nhờ. 522 hay là cầu 522. Ồ, 522 đấy nhờ, 522 đấy anh em. Xỉu này. Uầy, đúng cầu chuẩn luôn anh em ạ, cầu lặp lại luôn này, vãi trưởng nhờ. Thế thì băm tài luôn gì nữa. Cầu đẹp anh em ơi. Việt lót anh em ơi, Việt lót quả này không tài ơi, phí nhờ, chán nhỉ, không xỉu gì nữa. Đen nắm vào đuôi nhảy luôn nào, ôi sởi anh em ơi, anh em lại gọi là lại đánh ngược mình đúng không? Đủ anh em này, trời ơi, cầu đang đẹp thì anh em thấy mình đen nhưng mà anh em vẫn phải theo cái quả đẹp đấy chứ này. Cầu dập khuân thế này, anh em nhìn chưa? Cầu như kiểu dập máy khâu luôn. Rồi thứ ba luôn, rồi thứ tư luôn. Tí đợi anh ra cho tí cốt là ok nhá, anh em phải tương tác hoặc chia sẻ mới có chứ. Anh em phải comment được 1-2 cái xin cốt thì mình tặng làm sao anh được. Trời ạ, anh em phải phán tài xỉu mạnh mẽ lên. Cầu lặp lại như thế này mà không oánh thì thôi, còn cầu nào mà để mà đánh kiếm tiền được cầu này nữa anh em. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu mà. Em quen được không anh em ơi, được không. Đưa em về không, 1-2, ui cầu lặp lại vãi trưởng anh em nhờ. Cầu lặp lại nó cứ phải gọi là đẳng cấp luôn anh em ạ, cầu khiếp nhờ. Chia sẻ ổn luôn là ok luôn, anh em chia sẻ nhớ chụp hình nhá. Xong bắt đầu là khoảng tầm 10 phút nữa anh em nhắn tin về fanpage cho mình nhá. Anh có muốn đưa em thật không? 1, 2, 3 let's go. Dubidor Việt Y 23-5 luôn, được luôn anh em ơi. Đó là cứ phải ngon luôn. Đâu phải nghĩ anh à. Thôi mà, 1, 2, 3 vô luôn anh em ơi, vô luôn.
đủ uy tín chưa? Ok anh em ơi, sao lặng quả này lại uy tín luôn giờ này. Chuẩn bị này. Hôm nay có phải nét đen nẹt đâu nhỉ? Hôm nay anh em mà đánh cùng này, mắc bêu luôn thì ăn ngay từ đầu, ăn ngay từ phút đầu tiên. Ăn ta ngay từ phút đầu tiên thôi anh em, được chưa? Được chưa anh em? Wow, nay đánh có vẻ khả năng là mình sắp phải nghỉ rồi anh em ạ. Địt mẹ 70M là được, có thể làm tay nữa đi nhờ. Làm tay tài nữa đi, địt mẹ đằng nào cũng. Thôi nếu mà không ăn được tay này thì coi như là x đôi vốn là được rồi anh em ạ. Còn nếu mà ăn được tay này lại dư thêm tí nhờ, hợp lý không anh em? Hợp lý luôn, như còn gì nữa, còn 30M đánh nốt tài à, ok anh em. Mình có phải rút lãi cùng anh em tí chứ, cả em phang hết số lãi rồi thì chết dở đúng không? Ánh mắt mà lại dại khờ anh em ơi. Bán đi gốc đi nhờ, tí bán đi gốc chiến đấu tiếp cho nó máu. Tí bán gốc chiến đấu tiếp cho nó máu anh em ơi, được chưa, được chưa, được chưa anh em? Nó lại phải ngon luôn, ok la cho anh em. Anh em chúc anh em đánh lên thật lớn nhá, mình nghỉ ngơi tí nhờ. Nghỉ ngơi tí chúng ta lại tiếp tục nhá, anh em nào mà thích chiến đấu của mình nữa, chờ tí nữa anh em nhá. Chờ tí nữa nhá, hoặc anh em có thể là thăng lời thi thâm của đá, tí nữa ngồi chiến đấu với mình nhá, tí nữa phải dã tiếp anh em ạ. Giờ chúng ta bán khoảng 50 củ đi, để 30 củ chơi thôi. Đó, sẽ coi như là lãi trừ gốc đi là lãi được 20 củ, đó, vẫn còn 30 củ dư để chiến nữa. Ôi xài, này lại nét nẹt luôn, ok anh em nhá. Bye bye anh em nhá, bye bye anh em.